Những câu nói khiến bạn phải suy nghĩ, ngấm tận xương tủy. Các bạn cùng xem nhé. Khi còn nhỏ, chúng ta sử dụng bút chì nhưng hiện giờ chúng ta sử dụng bút máy. Bạn có biết tại sao không? Bởi vì những sai lầm ở thời thơ ấu có thể tẩy xóa nhưng bây giờ thì không. Chơi với người tốt như vào hàng hoa, khi đi xa hương còn vương vấn. Chơi với người xấu như vào hàng cá, quen tanh rồi, chẳng biết mình tanh. 10 năm trước, những người quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối đãi với bạn. 10 năm sau, những người xung quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi với bố mẹ bạn. Khi bạn đã cố gắng hết sức mà họ vẫn không cảm nhận được, vậy thì hãy dừng lại, hãy sống vì những gì xứng đáng hơn. Là phụ nữ đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo thời gian. Đừng bao giờ níu kéo một ai cả, đơn giản vì khi người ta muốn ở lại thì có đuổi thế nào cũng không đi. Nếu người ta muốn đi có giữ thế nào người ta cũng không ở lại. Nếu bạn cực kỳ cuồng si ai đó, đơn giản vì bạn không xứng với người ta. Ở đời có ba chữ đừng. Đừng hiền quá để người ta bắt nạt, đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn, đừng tin tưởng quá để khi bị lừa dối cũng không đến nỗi bi thương. Bill Gates thôi học theo đuổi ước mơ, trở thành một trong những người giàu nhất thế giới, nhưng chưa quên ông ấy thôi học ở trường Harvard. Nếu bạn giỏi thứ gì đó, đừng bao giờ làm nó miễn phí. Nếu không thể làm ba mẹ tự hào, vậy hãy để họ bớt lo lắng đi cũng được. Người ta nói, con ong độc nhất ở cái đuôi, còn phụ nữ độc nhất là ở tấm lòng. Không sai đâu, hãy nghĩ kỹ đi, nếu bạn không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích. Cũng như phụ nữ, nếu không đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ thâm độc. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay chỉ có thể cất cánh khi chống lại gió. Đứng trên đỉnh núi, trên đầu bạn là cả trời sao. Nếu thấy hay các bạn đừng quên cho mình một tim và để lại bình luận cho mình biết với nhé.